ok anh em. Nếu bác nào mua lụp thì liên hệ nhé. Em để số điện thoại có màn hình video này. Cầm loa đi. Vụ lụp chuyên đánh chăn lụp. Con này khá là cao, chưa đặt chuyển đến tiếng mẹ con ăn. Bắt đây. Lụp được làm bằng inox anh em nhé. Chim trống, hàng thật. Từ sáng giờ đánh thì được gần chục anh em. Đây là gà lên được gọn này, gấp được gọn này. Đây, ok nhé, bác nào mua lụp loa đài cần hỗ trợ tiếng thì liên hệ nhé. Em để số điện thoại góc màn hình video để chào các bác nhé.